Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông sắp đưa được trụ lên khỏi mặt đất. Trong đêm 2 và rạng sáng mùng 3 tháng 1, hàng trăm người, trong đó có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Thanh Bình, đại diện các sở ngành cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình và lực lượng công binh của quân khu 9 đã túc trực tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ bé trai bị lọt vào trụ bê tông sâu 35 mét. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng chuyên môn khẩn trương dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành trụ bê tông để giảm ma sát quanh trụ, sau đó dùng phương tiện chuyên dụng để kéo trụ bê tông lên. Tiếp đến, lực lượng công binh sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ đưa bé trai ra ngoài. Đến khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 1, lực lượng kỹ thuật đã thả thành công ống thép lớn có đường kính 1,5 mét, đặt ôm vào ống trụ 25cm mà bé trai đã lọt vào. Công đoạn tiếp theo là bóc tách làm rộng phần đất trong ống thép lớn để thuận lợi trong việc kéo trụ bê tông lên mặt đất. Sau đó, lực lượng công binh sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ đưa bé trai ra ngoài. Trong công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đơn vị huy động chuyên gia hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống, thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương này trong thời gian sớm nhất khắc phục sự cố tai nạn này. Thực hiện theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng phân công ông Nguyễn Duy Thạch, Chi cục trưởng Chi cục phía Nam xuống Đồng Tháp để phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác đang có mặt tại hiện trường tìm ra giải pháp sớm cứu được bé trai.